cây ăn quả là một trong những loại cây được trồng rất phổ biến ở điều kiện môi trường của Việt Nam. Đó cũng chính là thế mạnh ở vùng khí hậu ôn đới rất thích hợp với sự phát triển của các loại cây ăn quả. Cây ăn quả hiện nay ở nước ta rất đa dạng về loài và cho năng suất rất cao. Đó là bởi công sức nghiên cứu và phát triển của các trung tâm cây giống trên cả nước. Chúng ta đang không ngừng phát triển tăng năng suất và sức sống mạnh mẽ cho các giống cây ăn quả trong nước và giống cây nhập khẩu. Từ nhiều phương pháp lai tạo khác nhau như ghép cành, chiết, ươm hạt mà các loại cây ăn quả của chúng ta ngày càng đa dạng hơn và độc hơn so với trước đây. Để chọn được cây ăn quả chất lượng cho năng suất cao, không phải người nông dân nào cũng nắm rõ được. Bởi hiện nay có rất nhiều cây giống, nhưng về chất lượng sản phẩm cây giống lại chưa hẳn đảm bảo yếu tố về năng suất lẫn sức đề kháng, sức sống. Để chọn được giống cây ăn quả, chúng ta cần chú ý. Nhìn cây giống để xác định có đúng giống hay không là một việc rất khó, kể cả những người có kinh nghiệm, ngoại trừ một vài giống có những đặc tính đặc biệt. Muốn biết một giống thì phải nhận xét kỹ các đặc tính thực vật từ thân, lá, tán lá, hoa, quả và hạt. Do đó, chọn đúng giống hay không phụ thuộc rất nhiều vào uy tín cơ sở sản xuất. Để hạn chế việc mua sắm giống không chất lượng thì bà con nông dân quan sát các đặc điểm sau. Độ đồng đều của vườn giống từ độ cao, dạng lá, màu sắc thân, màu sắc đọt non phải đồng nhất nhau trong cùng một điều kiện sản xuất. Kỹ thuật sản xuất giống nhau từ gốc ghép, cách ghép, chiết, kích thước bầu, vật liệu vô bầu thì mới bảo đảm có chung nguồn gốc sản xuất. Cuối cùng là chọn cây khỏe, tốt, không sâu bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Nông nghiệp Vàng sẽ đưa bà con, anh chị đến với mảnh đất Đắk Lắk để chúng ta có thể tìm hiểu được những loại cây ăn trái có giá trị bậc nhất nước ta. Vâng, rất là vui khi giới thiệu với toàn thể bà con thì tôi đang có ở một nơi rất đặc biệt, đó chính là ở mảnh đất Buôn Mê Thuột. Thì đây có thể nói là một cái nơi rất nổi tiếng như là cà phê này, hay bơ hay là cả sầu riêng nữa. Thì cái khí hậu ở đây rất là ưu đãi, cái thiên nhiên ưu đãi cho cái mảnh đất này, một cái khí hậu này, một cái chất đất rất là tốt để trồng cây. Thì ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến một cái mô hình có thể nói là gần như là rất là lớn ở Buôn Ma Thuột để nghe anh chia sẻ thêm về loại những loại giống cây ăn quả cây trồng đây. Thì rất là vui, em chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu cho bà con cô bác là anh tên gì và đây cái cơ sở mình đang ở đâu được không ạ? Xin chào khán thính giả, chào bà con cô bác trên kênh Nông nghiệp. Tôi tên là Đoàn Đức Điệp, là chủ cơ sở Tiệp Dần. Hiện tại địa chỉ 93 thôn 8, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Nó nằm ở dọc quốc lộ 14. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với bà con nông dân, khán thính giả những cây trồng của cơ sở tôi và một số cây trồng tôi tự ươm, lấy giống đầu dòng và một số loại cây trồng tôi nhập từ Trà Lách, Bến Tre về. Hiện tại thì ở Buôn Ma Thuột này thì anh đang có những loại cây giống chủ lực, cây chính là những loại cây giống trồng nào anh? Hiện tại thành phố Buôn Ma Thuột mình thì đa phần là canh tác những cây chủ lực như là cà phê, tiêu, điều, sầu riêng. Những cây đó là cây giá trị kinh tế cao và mang lại lợi ích kinh tế cho bà con nông dân trong những năm vừa qua và gần đây. Vâng, như em thấy là ở Buôn Ma Thuột thì rất là nổi tiếng về giống cây cà phê này. Và đây bên cạnh đây là cây gì anh? Hiện tại đây là giống cây sầu riêng và của nó là sầu riêng Musangking của Malaysia. Gần đây là mới du nhập về Việt Nam mình được khoảng 5 năm nay. So với Tiền Giang thì cái cây sầu riêng Musangking này nó có khác gì không anh? Anh có thể chia sẻ thêm cho bà con cô bác được không? Anh có thể cầm một cây trên tay và anh chia sẻ được không? Cây Musangking này do nó cũng như cây Musangking Tiền Giang. Có khác cái là ở trên vùng Tây Nguyên mình á thì cái chất đất và cái khí hậu nó hợp hơn so với miền dưới. Và người dân mình hiện tại về trồng cây trên này rất là năng suất và cái sản lượng trái ra, chất lượng trái ra rất là đạt. So với ở Tiền Giang thì tức là nhìn cái cách công tâm và khách quan mà nói thì anh thấy là cái cây này nó như thế nào so với Tiền Giang, tức là một cách công tâm để mà nói. Cây Musangking này so với Tiền Giang thì tốc độ sinh trưởng của cây Musangking người tại Đắk Lắk mình rất là nhanh, nó sinh trưởng tốt và nó chịu khí hậu và nó cái thổ nhưỡng của nó không yêu cầu khắt khe như là dưới, nó dễ chịu hơn, khí hậu nó đạt hơn. Và cùng với một cái cây ở dưới ví dụ như ở Tiền Giang thì anh có đã có cái bài toán hoạch tính nào về cái sản lượng một năm cho ra chưa?
Hiện tại thì cây để lòng này đang còn rất là mới, khoảng mới nhập ở đây khoảng 4-5 năm rồi đây. Thì mình cũng chưa có quy trình nào nghiên cứu của nhà nước. Hiện tại mình trong dân thì có trồng, qua tìm hiểu thì có sinh trưởng tốt hơn thôi. Còn về năng suất thì chưa có. Cái này cây này rất là mới, nhưng mà giá thu mua thị trường những năm gần đây một số nhà đã thu bói ấy, thì hiện tại rất là cao. Và trong cái tầm nhìn dài hạn ấy, thì cây U Sơn Kinh này là một cây triển vọng rất tốt để làm kinh tế lâu dài. Cây này về Việt Nam từ năm nào ấy? Hiện tại cây này được anh em trong ngành cây giống và nông dân người ta đưa về bằng tay qua đường hàng không thì cách đây 5 năm, bắt đầu từ năm 2016-2017 đến bây giờ. Và một số vườn đã trồng đã có trái, trái rất là ngon, rất là chất lượng. Vâng, tức là cái giá thành hiện tại tại cơ Buôn Ma Thuột thì đang bán là bao tiền một cân, khoảng bao tiền một cân này? Hiện tại giá thành thu mua trái của các nhà vườn bán ra là 250 một ký tại vườn. Còn khi mà bán ra ngoài thương phẩm thì tùy từng siêu thị, tùy từng nơi, tùy từng người bán, nhưng mà giá rất là cao. Bởi vì những cái trái nhập về ở nước ngoài bóc múi ở siêu thị nó đã lên đến 500-600 nghìn một kg bóc múi, hàng đóng hộp, đông lạnh. Hiện tại như một cái cây giống này ở cơ sở mình anh đang xuất bán ra ngoài thị trường với giá là bao nhiêu anh? Hiện tại cơ sở mình đang bán cái giống ngoài ra là 110 nghìn một cây, có hỗ trợ xe chở trong tỉnh Đắk Lắk. Và nếu mua nhiều trong toàn bộ tỉnh Tây Nguyên thì mình có hỗ trợ xe cho anh em luôn. Có một cái câu hỏi em rất là quan tâm, đó chính là cây này về Việt Nam được khoảng 5 năm rồi thì các cái khu vực khác ở Việt Nam mình đã trồng chưa, và ví dụ như là các tỉnh thành phố khác thì liệu có trồng cây này nó có đạt năng suất tốt không anh? Ở miền Bắc hay ở miền Nam chẳng hạn? Ở miền Bắc thì cây sầu riêng sinh trưởng kém do đặc tính khí hậu, cây sầu riêng nó khác biệt, nó khó. Mình trồng chủ yếu là khu vực từ Gia Lai, Kon Tum đổ vào đến vùng phía Nam cuối Việt Nam này, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang là thế tập cho đạt năng suất đậu trái rất là ổn. Còn ngoài ra từ Quảng Ngãi đổ ra trồng trái đã giá rất là kém, không đạt. Vâng, thì có thể đây cũng là một cái, tức là vì cái giá trị kinh tế ở khu vực này rất là tốt, nhưng bà con cũng lưu ý là chỉ những khu vực như Gia Lai, cái khu vực ở Tây Nguyên thôi thì sẽ cho cái năng suất tốt hơn chất lượng trái đảm bảo. Và ngoài ra nữa thì hiện tại cái tổng diện tích mà anh đang để ươm nuôi cái cây giống cây trồng là khoảng bao nhiêu mét rồi anh? Tổng diện tích mình đang ươm nuôi đây 5 sào 5.000 m². Hiện tại thì anh có thể đưa cho tham quan đi thêm một số cái cây mà hiện tại anh đang chủ lực anh đang phân phối được không? Như ở đây là sầu riêng U Sơn Kinh, còn bên trong kia là sầu riêng G6 da xanh. Thế các loại sầu riêng này thì nó khác nhau như nào anh? Cái dòng sầu riêng U Sơn Kinh ấy, thì nó trái nó bé hơn, còn thằng G6 da xanh thì trái nó to hơn. Và cái anh G6 nó thu sớm hơn thằng U Sơn Kinh rất là nhiều. Nó thu từ bắt đầu từ cuối tháng 3 cho đến tháng 6, còn anh U Sơn Kinh thì thu bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 cho đến tháng 9, tháng 10. Cái sầu riêng G6 nó đã có từ lâu của người Việt Nam mình, từ trong miền Nam đã có từ rất là lâu rồi. Còn U Sơn Kinh là mới du nhập, thời gian nó giống phát triển giống về sau nên là nó khác biệt về cái nguồn gốc rất nhiều. Và đây cũng có thể là ưu điểm và mặt hạn chế, thì tức là phụ thuộc vào mỗi bà con có nhu cầu nào thì sẽ trồng cái giống đấy đúng không ạ? Thì đây như em thấy bên này anh có cả một cái số giống như là dừa xiêm này, hay là bưởi da xanh này, và trong này nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Trong này có những loại cây gì nữa ấy? Mình đây thì rất nhiều cây như cây mận ăn thước, mận đỏ ăn thước đặc ruột. Còn này là không hạt. Tức là đây là mận không hạt luôn ạ? Đúng, mận không hạt, mận không hạt. Cái mận không hạt này thì trồng mình có giống như cái sầu riêng kia thì mình khu vực nào thì trồng cái này tốt đấy? Riêng mận này thì nó không khó về khí hậu, vị trí địa lý, hầu như là trên dọc đường Việt Nam mình trồng vùng nào cũng được. Nhưng mà chất lượng trái thường nó vùng nóng nó sẽ ngon hơn. Tức là càng nóng thì càng nó càng ngon nhiệt đới, trái càng ngon hơn. Cái mận An Phước này thì cái nguồn gốc nó từ đâu hả anh? Mận An Phước này từ trong miền Nam đưa ra, và cụ thể đến nào thì mình nắm rõ. Vâng. Cái đặc biệt cái mận An Phước này thì nó có những cái ưu điểm gì khi mà mận An Phước này nó có cái ưu điểm là trái to, mã đẹp, ăn rất là ngọt, và đặc biệt là đặc ruột giòn, nó không có hạt. Không hạt luôn. Tức là ở bất cứ tỉnh thành phố nào ở cũng trồng cũng không có hạt luôn đấy. Đúng rồi. Tin về cái mận An Phước này nó có từ lâu rồi, nó khoảng độ 10 năm rồi ở đây. Nó sau mận Thái da xanh là nó phát triển rất là mạnh, và hầu như bây giờ những người nông dân trồng kinh tế, nếu mà trồng đến cái mận thì phải là mận An Phước thì mới là ngon nhất và chuẩn nhất. Nó mẫu mã rất là đẹp. Vâng.
còn phía Sabo, còn bên trong đây là Sabo Cần Thơ. Cái Sabo. Cái Sabo ngoài Bắc mình gọi là cây hồng xiêm. À, hồng xiêm. Cái hồng xiêm này thì như em thấy ở ngoài miền Bắc thì có một cái loại hồng xiêm rất nổi tiếng, đó là hồng xiêm Xuân Đỉnh đấy. Đúng rồi, hồng xiêm Xuân Đỉnh. Thì cái cây này nó khác gì nhiều không, như cái quá trình anh tìm hiểu đấy? Cái dòng hồng xiêm Sabo này có một cái đặc tính rất là hay, đó rất là ngọt. Khi mà gần chín hoặc là chín nó không có vị chát, ít cát, ít hạt. Cơm rất dày và quả mã rất đẹp. Quả nó có thể dài 15 phân mà quả to, bầu bĩnh, nhìn rất là đẹp. Mà ăn chất lượng của nó thì có lẽ là trong mình ăn trong người bao năm thì thằng này là chất lượng rất là ngon, có lẽ là đỉnh nhất đấy. Bởi vì thường thì bà con trồng đều quan tâm đến cái vị trí, cái khí hậu, cái thổ nhưỡng đấy. Thì cái hồng xiêm này chỉ mình trồng có khu vực nào thì nó... Hồng xiêm thì riêng dòng sông Cần Thơ này không có khác biệt về thổ nhưỡng khí hậu nhiều như vòng khác. Hầu như là mình đây trồng toàn bộ, với trị lý ở Việt Nam trồng được hết. Như anh đánh giá sao về cái giá trị kinh tế cây này mang lại? Như anh tìm hiểu đấy thì... Sabo Cần Thơ này thì nó tuy nó hơi chậm lớn, nhưng sau năm thứ tư, thứ năm trở đi thì nó cho thu hoạch dài hạn và bền vững lâu dài. Giá thị trường hiện tại mua bây giờ thì nó tương đối là rất là ổn. Là kinh tế về cây nông nghiệp, cây Sabo Cần Thơ này là thể lâu dài, bền vững, không có bị bệnh sâu, bệnh tật, phá hoại nhiều những cây khác. Và riêng cái dòng này là thị trường rất là chuộng, bởi vì chất lượng trái rất là ngon. Và hiện tại bây giờ đa phần là đi vào các siêu thị nhiều, còn ở ngoài dân thì rất là hiếm. Chỉ những cửa hàng trái cây lớn thì họ mới có để nhập về, hoặc không thì đa phần là đi siêu thị là nhiều. Có một cái vấn đề là bà con rất quan tâm, đó chính là khi mà bà con mua về thì anh sẽ vận chuyển cho bà con bằng cách nào, và trước khi trồng thì có những lưu ý gì không, anh có thể chia sẻ rõ hơn cho bà con được không? Nếu bà con mà có muốn mua, nếu mà mua đến tận vườn mình xem nào tốt nhất, còn nếu không thì có thể là yêu cầu bên có số điện thoại của mình, yêu cầu là gửi ảnh và mình sẽ gửi xe khách, mình đóng gói vận chuyển đến tận tay cho bà con nông dân. Và nếu như mà trong quá trình vận chuyển cho bà con nông dân những cây mà nó hao hư thì mình sẵn sàng mình sẽ đền bù hoặc là trả tiền cho các quý vị bà con, chứ không là phải để ảnh hưởng đến khi mà bà con mua để đợi chờ, hay là để cây hư để bà con trồng là không được. Nên cơ sở mình sẽ đền bù thật khắc hậu quả. Vâng, và còn một cái câu hỏi nữa bà con rất quan tâm, đó chính là cái quy trình trồng, cho làm sao nên trồng và trong thời gian nào trong ngày đấy, và khi trồng chúng ta có lưu ý gì không ạ? Trong một ngày thì mình trồng thường trồng vào buổi sáng. Còn quy trình trồng một cây thì nó có nhiều bước. Thứ nhất là bước chuẩn bị đất, mình phải xử lý sát trùng đất như là vôi tôi vôi củ á, mình rải lên trên. Rồi sau đó để khoảng 15-20 ngày mình sẽ bắt đầu đào hố. Thì mình đào tùy theo loại cây, có thể là đào hố 50-50 hoặc là 50-60 tùy theo từng bầu. Như bầu càng to thì mình đào càng to một chút. Khi mình đào xong mình trộn với phân chuồng, tối thiểu yêu cầu một hố thì phải đến 5-10 kg phân chuồng trở lên. Đấy, trộn sẵn để đó cùng với lại một số cái lân để tạo cái sau này cây con nó bắt dễ nhanh. Để sau đó mình làm hố chuẩn bị phân chuồng xong, 15-20 ngày sau mình tiếp tục đào lại và mở miệng hố trước khi trồng 5 ngày để cho nó hả hơi. Sau khi mình mở hố xong, mình đưa cây xuống trồng thì mình lấp đất lại, và thường ấy, lấp sẽ bằng mặt bầu và mặt đất để bằng nhau để tránh tình trạng là úng nước để cây thối rễ. Sau khi trồng rồi thì mình chỉ có lên cắm cọc lại để rằng cây thì không bị gió neo đổ, làm đổ cây hoặc là làm đặt rễ, cây sẽ không phát triển được. Và khi mình trồng thì sau quá trình mình trồng cây thì mình phải chăm sóc đến, quan tâm đến dịch bệnh sâu hại, nấm bệnh. Nấm và những thuốc sâu côn trùng định kỳ 15 ngày một lần, thay phiên nhau các loại thuốc để đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt nhất. Nhìn chung là cái khâu quản lý sâu bệnh định hại phải tốt, và nếu không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng sau này và chất lượng trái, bởi vì cành nó sẽ không đạt. Ở đây hiện tại thì em rất là cảm ơn anh chia sẻ cho bà con những thông tin rất là hữu ích khi mà bắt đầu trồng cây. Đây có thể nói là không phải ai cũng biết, như là giải vôi này, hay là những cái thông tin như là phải có cành neo đậu đấy, thì đấy là những cái thông tin cực kỳ bổ ích rồi. Và bên cạnh đó nữa là hiện tại ở Đắk Lắk rất là nổi tiếng cái cà phê đấy, ở vườn anh có cái giống cà phê không? Hiện tại vườn mình có giống cà phê TR4 đấy, anh có thể nông nghiệp phát triển Việt Nam công nhận. Thì hiện tại như ở Việt Nam mình và ở Đắk Buôn Ma Thuột này thì hiện tại đang có những cái giống cà phê chính là cà phê nào ấy? Hiện tại Buôn Mê mình có giống TR9, xanh lùn diện trường TR4.
Nhưng mà giống mà trồng phù hợp đặc tính toàn bộ khu vực Tây Nguyên thì đa phần là giống TR4. Và tức là những cái hạt cà phê hiện tại mà nổi tiếng nhất ở Buôn Ma Thuột này thì đang cũng là những cái hạt cà phê của cây TR4 đấy ạ. Đúng rồi. Đây các chị đi mua hàng đấy ạ. Anh ơi, có cái quá trình tìm hiểu nghiên cứu đó thì anh có lý giải vì sao mà cái mảnh đất Buôn Ma Thuột mà tức là có nhiều như Kon Tum, Đắk Lắk, Kon Tum cũng có mà Đắk Nông cũng có, tại sao mà ở cà phê Ban Mê nó luôn có cái sản lượng tốt nhất và luôn có cái chất lượng tốt như thế không? Anh có lý giải được không? Cây cà phê này thì từ thời Pháp người ta đã nghiên cứu, có những nhà địa lý, nhà nông học đã đi nghiên cứu ở vùng Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Buôn Mê là cái đặc thù thời tiết khí hậu phù hợp nhất là cây cà phê. Từ thời Pháp đó người ta đã nghiên cứu và cho những nông trường cây cà phê. Thế sau này khi mà sau giải phóng là Việt Nam mình, nhà nước tiếp nhận là nhà nước mình phát triển ra thì cây cà phê Việt Nam mình nó nổi tiếng đi tất cả các nơi. Nó có một cái vùng Tây Nguyên, đặc biệt là vùng thành phố Buôn Ma Thuột đấy, nó một cái thời tiết của Tây Nguyên là nó mưa muộn nên này cái trái cà phê lúc nào nó cũng đạt năng suất, nó cũng chất lượng là cao nhất, ít nước so với các vùng khác của Tây Nguyên. Tức là cái yếu tố chính là do mưa muộn đúng không ạ? Đúng rồi, yếu tố chính là do hầu như là mưa muộn. Và ban nãy nó cũng còn có kèm theo nhiều cái yếu tố khác như là thổ nhưỡng đất, như là khí hậu, nhiệt độ nữa cơ. Nhưng đa phần mình thấy là mưa muộn hơn các vùng miền khác của vùng Tây Nguyên. Ngoài ra nữa là hiện tại cái cà phê ở cái như anh Man giống này thì khi bà con trồng bà con cần có lưu ý gì không? Và ví dụ là với một cái cây cà phê như bé như này chẳng hạn thì sau bao thời gian thì bắt đầu chúng ta có thể mà thu hoạch được mà ra giá trị kinh tế được anh? Những cây cà phê TR4 này khi mình trồng đến ngày thu hoạch nó nằm 3 năm. Nếu mà bói thì sẽ là 2 năm, nhưng tốt vườn nào chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì sẽ là 2 năm cho bói. Nhưng mà kinh doanh thì bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi mới kinh doanh. Thì cái giống TR4 này nó sinh trưởng rất khỏe, hạt to và nó ít phải tưới nước hơn những dòng cà phê khác, ít hơn rất là nhiều. Nó ví như là một giống cà phê thường thì hay trồng 13-8, một năm phải là 5 nước, nhưng mà cà phê TR4 là chỉ khoảng độ 4 nước là cây nó sinh trưởng vẫn tốt, dàn cảnh khỏe, và càng về sau này thì TR4 càng năng suất càng đạt cao, nó không bị tiêu giảm hạt đi trong quá trình mình trồng. Cây cà phê TR4 này thì như anh nói chăm sóc về 5 lần nước đúng không ạ? Đúng rồi, thường thường là tùy theo vùng địa lý mình trồng, có vùng đất cát hoặc là vùng đất sỏi hoặc vùng đất đỏ. Thường thường là vùng đất đỏ sẽ ít nước hơn là vùng đất sỏi và đất cát. Nhưng mà so với những cà phê khác là ít phải chăm sóc, ít phải tưới nước hơn. Mà năng suất thì vẫn đạt như vậy và cao hơn, thậm chí là cao hơn. Trong một năm thì khi trồng chúng ta nó chăm sóc cây này nó có khó không? Tức là nó có cái quy trình có ngặt nghèo để có một cái cốc cà phê thượng hạng không ạ? Tất nhiên là phải có. Cây cà phê một năm ví dụ là mình phải làm xịt thuốc định kỳ, ví dụ là thuốc nấm và đặc biệt là côn trùng dịch bệnh xâm hại. Sau đó là còn phân chế độ dinh dưỡng phải tốt nữa. Như thường thường ở vùng Tây Nguyên mình bỏ phân vào lúc tháng 3, tháng 4 đến lúc bắt đầu chuẩn bị vào mưa là bắt đầu thúc phân để dưỡng cây, và sau đó là dưỡng trái tháng 6, tháng 7 nó bắt đầu là dưỡng trái tiếp theo. Nó cứ tùy thôi, nhiều đợt nhiều vùng. Thường thường là khu vực Tây Nguyên mình cây cà phê người ta thi sau khi thu hoạch người ta sẽ bỏ phân để cân đối lại dinh dưỡng cho cây. Sau khi cân đối lại đến dịp tháng 2, tháng 3 nó bắt đầu là thời kỳ là tạo cành, tạo tán lại. Rồi sau đó là tháng 6, tháng 7 nó bắt đầu là thời kỳ thúc trái, đạt nhân do lúc thu hoạch. Vâng, và đây chương trình chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hay, đó chính là một cái khu vực ương nuôi các giống bơ của anh. Thì như em thấy đây rất là nhiều cái giống bơ, rất là nhiều bơ đấy, thì không biết đây là cái loại bơ gì anh có thể giới thiệu qua cho bà con được không? Xin chào bà con. Hiện tại trên tay mình đây là giống cây bơ Phung 34 của Lâm Đồng. Mình lấy chồi đầu dòng bên đó về ươm và ghép hiện tại ở thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ cho bà con tại thành phố cũng như các vùng các tỉnh lân cận.
Dòng bơ này rất là hay, đặc tính sinh trưởng rất là khỏe và trái của nó chất lượng rất là ngon, đã được khẳng định qua nhiều năm, 8 năm rồi ở đây. Thị trường bây giờ là rất là chuộng giống bơ này, chuộng từ giống cho đến trái, giống sinh trưởng khỏe, đậu hoa, đậu quả dễ, ít bị hư bông và đặc biệt là một năm sẽ được 2 vụ. Nếu như một số nhà vườn chăm sóc tốt và có khả năng cắt nước được thì sẽ được 2 vụ trên một năm. Và giá thành hiện tại bán bây giờ nông dân bán rất là cao. Hiện tại thời điểm này là đầu tháng 4, giá bơ không có tư cắt tại vườn là 450.000 một ký, với size trọng lượng trái là 2-3 trái một ký. Cái cấp bơ này thì nó có khác với các giống bơ ở các khu vực khác là gì không anh? Dòng bơ này thì nó có cái ưu điểm là đậu cháy dễ, ít bị hư bông, hư hoa, và khi trái đậu rồi thì tỷ lệ rụng rất là ít, và chất lượng trái khi cơm hình thành trái khi về già rất là cao, dẻo, thơm, và đặc biệt là không có bị sơ đen như các giống bơ khác. Anh có tìm hiểu cái về cái giá trị dinh dưỡng ấy, thì nó có so với các cây giống khác có như so nào? So giống bơ khác ấy, thì nếu mà so về với bút ấy, hiện tại Đắk Lắk mình năm vừa rồi là cây bút là nhiều, thì giá trị dinh dưỡng thấp hơn bút một chút, nhưng ngược lại thì chất lượng trái là cái sản lượng trái cho ra thì lại cao hơn bơ bút. Vâng, cái cây để trồng thì chúng ta từ khi mà cây như này đấy, đến khi mà chúng ta bắt đầu ương nuôi và cho vào trồng vào đất ấy, thì khoảng bao nhiêu năm chúng ta có thể bắt đầu thu hoạch được và nó chăm sóc cái thời gian đấy nó có nhiều không anh? Những cây tôi cầm bên tay sẽ 15 ngày nữa tôi sẽ xuất đi. Nó sẽ chiều cao của cái chồi ghép nó sẽ được độ 15-20 phân. Khi đó là họ bắt nông dân bắt đầu là trồng được rồi. Và từ ngày trồng đến ngày thu hoạch có tầm 3 năm. 3 năm trung bình là phải 3 năm bắt đầu mới cho bói. Và năm thứ tư thì sẽ kinh doanh. Có thể là những vườn sớm hơn, nhưng mà vườn sớm hơn thì không nên để, bởi vì nếu để thì sẽ dần cảnh nó sẽ kém đi và cây nhanh cỗi, sau này sản lượng trái sẽ không đạt. Và ngoài ra nữa thì anh có lưu ý cho bà con về khoảng cách giữa các luống trồng không? Khoảng cách trồng thì giống bơ thường là trồng là 6m hoặc 8m, thường là 6x8 hoặc là 8x8. Nếu mà trồng thưa thì sau này của thọ cây nó sẽ tốt hơn, nhưng mà bù lại sản lượng thì những năm đầu nó sẽ không cao bằng 6x6 hoặc 6x8. Vâng, và để thay cho một lời kết chương trình thì qua đây thì anh có cái lời nhắn gửi đến bà con trong chương trình khi mà theo dõi chương trình vừa rồi quay tại các cơ sở của anh được không? Qua chương trình này mình cũng muốn nhắn nhủ với bà con là hiện tại bây giờ cây giống ở ngoài trên mạng bán rất là nhiều. Bà con mà muốn mua cây, mua cối, có thể là mua vườn mình, có thể là mua những nơi khác, có thể mua trên mạng, nhưng mà theo lời khuyên cơ sở tôi thì nên mua trực tiếp lên kiểm tra cây tại các cơ sở, các nhà vườn, và khi mua là yêu cầu là kiểm tra được nguồn gốc của giống cây để đảm bảo sau này khi bà con trồng đến lúc thu hoạch không có bị nhầm lẫn giống, không có bị sai sót về giống. Tại vì cây trồng một năm rất là lâu, trồng một cây giống phải mất đến 5 năm, thậm chí là 6 năm, những cây sầu riêng trồng 6 năm mới có trái. Mà nếu như mình chúng ta chọn cây giống không chuẩn và nhà vườn bán là không tốt thì cái thời gian đó coi như chúng ta rất bỏ phí, rất là tiếc. Nên yêu cầu bà con dân nên chọn lựa giống thật kỹ để mà mua và chuẩn bị để sau này chúng ta còn trồng rất là tốt để không bị sai. Tức là có yếu tố rất quan trọng nhanh nói rất là hay, đó chính là chúng ta nên đến trực tiếp với cơ sở đấy, cơ sở để xem cái nguồn gốc này, đúng rồi, và xem cái giống đấy là giống gì nữa. Bởi vì đương nhiên anh nói rất là hay, đó chính là trồng cây này thì không phải là một ngày hai ngày là xong, mà phải mất phải một vài năm để chúng ta bắt đầu có quả. Mà trong quá trình đấy mà chúng ta bị trồng mà nó không đúng cây hay giống không đạt ấy, thì nó mất cả thời gian chúng ta lãng phí như thế. Đúng rồi, thì đây cái chia sẻ rất là hay của anh, thì một lần nữa em rất là cảm ơn anh.